Xin chào tất cả các anh chị chủ của các salon tóc lớn nhỏ. Thì để nhằm cái nhu cầu đáp ứng được nhiều hơn cho cái tính năng của cái gội đầu, để phục vụ cho các khách hàng mình nó được dễ dàng hơn, thì mình xin giới thiệu cái sản phẩm là ghế gội đầu tích hợp bộ phận phần hấp tái tạo tóc cũng như là hấp dầu, và nó có thêm tính năng là có thể là làm massage hoặc là nối mi hoặc là massage mặt ở trên cái ghế này luôn. Thì ở đây xin mời tất cả các anh chị mình cùng xem chi tiết của cái ghế này nó như thế nào. Thì nó bao gồm là cái bộ phận để giữ cái hơi lúc mà mình hấp, giữ hơi, cái máng này luôn là để mình chứa tóc của khách hàng sau khi đã vô thuốc rồi. Thì ở đây khi mà mình gọi bình thường á thì cái bộ phận này mình sẽ xoay lên để khách đặt cái tựa đầu trên cái bộ phận này. Rồi khi mà mình không gọi để xài cho cái mục đích là nón mi hoặc là massage, thì nó sẽ có một cái nắp đậy của cái gọi này. Rồi khi mà muốn hấp tóc á thì ở đây mình có cái bộ phận là cái máy hơi, thì mình sẽ khởi động nó trước khoảng 5 phút. Khởi động trước 5 phút trước khi hấp tóc ha anh chị ha. Tóc của khách là sau khi đã vô thuốc thì mình cho vô cái khay này. Khách nằm lên đây bình thường. Rồi, máy chạy rồi thì đặt cái nắp giữ hơi này lại, và trên trán của khách thì mình sẽ quấn một cái khăn tương đối là nó dày sẽ để nó giữ kín hơi cái phần hơi trong đây. Rồi mấy cái mấy chính và cơ bản để mình giới thiệu tới quý anh chị ha.